Trao đổi với tuổi trẻ online, đại diện đơn vị phụ trách vớt rác kênh Nhu Lộc Thị nghè thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ sáng ngày 15 tháng 3, đơn vị đã tăng cường người, cano, xe cẩu và xe ép rác trực sẵn phía trên bờ để đẩy nhanh việc thu gom rác. Ít nhất còn hơn 100 tấn rác đang dồn ứ. Dự kiến khoảng 5 ngày nữa, việc thu gom rác tại khu vực cầu số 1 sẽ tạm ổn. Từ đó sớm đưa kênh Nhu Lộc Thị nghè sạch sẽ trở lại trong thời gian chờ đợi ký hợp đồng. Vị đại diện này cho biết thêm, hiện nay toàn bộ chi phí nhiên liệu, vận chuyển, chi trả một phần cho công nhân đều do ban lãnh đạo tự trang trải. Công ty mong muốn Trung tâm Quản lý Đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan sớm tổ chức đấu thầu để đơn vị có điều kiện tham gia đấu thầu, tiếp tục thu gom rác làm sạch kênh. Trước đó, tuổi trẻ online đã phản ánh các thông tin liên quan đến việc kênh Nhu Lộc Thị Nghè bị dồn ứ rác do không có ai thu gom, gây ảnh hưởng đến môi trường, đô thị và cuộc sống của người dân. Các đơn vị liên quan cho biết nguyên nhân dẫn đến việc này do hợp đồng trước đó ký kết với đơn vị thu gom rác thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã hết từ cuối năm 2023. Dù vậy, đơn vị vẫn thu gom miễn phí rác thêm hơn một tháng đầu năm 2024, nhưng đến gần giữa tháng 2 vẫn chưa được tái ký hợp đồng. Vì vậy, đơn vị buộc phải tạm ngưng hoạt động do không có nguồn kinh phí. Đến ngày 10 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo khẩn các sở ngành phối hợp cùng đơn vị thu gom rác trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè tiếp tục duy trì người, máy móc dọn rác. Đồng thời chỉ đạo các bên liên quan sớm hoàn tất thủ tục về đơn giá, đấu thầu đơn vị thu gom rác đảm bảo môi trường đô thị.